Đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô. Con chào Minh Tuấn. Tèn 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 tèn. Sáng nay thì cô Thu Hà có nhờ Minh Tuấn là đi mua mía với lại xả, mà còn kèm thêm một cái điều kiện là phải mua nhiều. Không biết cô làm món gì mà mình lại chuẩn bị nhiều mía và xả như vậy cô? Cô cảm ơn Minh Tuấn ha. Dạ. Và hôm nay thì nhân dịp những ngày lễ lớn sắp tới thì chúng ta phải chuẩn bị những món thật là đặc sắc. Dạ. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Minh Tuấn và quý vị khán giả một món ăn xông khói, nhưng mà chúng ta chỉ dùng một cái chảo thôi. Không những như vậy, món ăn ngày hôm nay của chúng ta rất là ấn tượng với lại cái mùi thơm của xả và rất hấp dẫn và thơm ngon. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để thực hiện món thịt heo xông khói hương xả. Để làm món thịt heo xông khói hương xả, chúng ta cần chuẩn bị 500g thịt đầu heo, xả cây, mía, đường thẻ, tỏi băm, hành tím băm, cọng ngò rí băm, bột ngũ vị hương, mật ong, dầu hào, nước dừa tươi, các loại gia vị thông thường và nước tương phú sĩ. Món ăn này thì cô sử dụng cái phần thịt của đầu heo, thì mình có một cái cách sơ chế nào dành riêng cho nó không ạ? Cũng rất là đơn giản thưa quý vị khán giả. Chúng ta rửa qua với lại một ít rượu mà có gừng đặc dập ở trong đó. Sau đó thì mình sẽ trần qua thịt đầu heo trong nước sôi, sau đó mình vớt ra. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ trần thịt đầu heo trước khi ướp để thịt săn và thịt heo sẽ có độ giòn. Và bây giờ thì cô Hà sẽ ướp cái phần thịt đầu heo này. Dạ. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê cọng ngò rí băm, 1 muỗng cà phê đường thẻ mài nhuyễn, 1 muỗng canh hành và tỏi băm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm aji ngon heo. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước tương phú sĩ. Ta sẽ massage cho miếng thịt thấm đều gia vị ha. Dạ. Sau khi mà chúng ta đã ướp thịt xong thì chúng ta có thể để cho thịt thấm khoảng chừng từ 10 cho tới 30 phút. Tuy nhiên nếu chúng ta ướp thịt rồi xong rồi để qua đêm trong tủ lạnh thì thịt sẽ giòn và thấm vị hơn nha quý vị. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu, cho cái phần xả cắt khúc đập dập vào trong này. Rồi cô sẽ cho cái phần đầu heo vào áp chảo cho thơm. Mình áp chảo cái phần da cho nó hơi xém một chút xíu ha. Bây giờ cô sẽ cho cái phần nước ướp thịt vô luôn. Mình sẽ cho nước dừa tươi vào đây. Chúng ta sẽ ôm cho đến khi mà thịt chín. Một chút nữa thì mình sẽ trở mặt cái miếng thịt để cho nó chín đều. Trời ơi, thơm quá cô ơi. Chúng ta sẽ vớt miếng thịt này ra. Cái phần nước còn lại thì chúng ta giữ lại để chút chúng ta sẽ rưới lên trên cái phần thịt. Phần nước thì chúng ta sẽ vớt bỏ cái phần xả và chúng ta giữ lại để mình sẽ ăn kèm với lại thịt. Bây giờ cô sẽ bỏ lên đây hai cái tờ giấy nến, tức là giấy nướng á. Cô sẽ đặt lên đây là phần mía mình đặt lên. Mình sẽ dùng đường thẻ ha. Rồi mình cà cho nhuyễn. Bây giờ cô sẽ bỏ cái phần đường đây. Và xả cây đập dập. Mình sẽ đặt thịt heo lên. Minh Tuấn mở lửa giúp cô và cô sẽ đậy dung lại. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ dùng xả đập dập xông khói để món ăn thơm mùi khói xả rất là đặc trưng. Xông khói khoảng chừng 15 phút, khi mà thấy khói bốc lên ở trong chảo thì là được nha quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt thịt và trình bày. Món ăn ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn với bánh mì, dưa leo, đầu chua chấm với lại nước tương phú sĩ. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ thì cô mời Minh Tuấn thử và chia sẻ cảm nhận với vị khán giả nha. Dạ. Tuấn nhớ chấm với nước tương ha. Dạ, em sẽ chấm với lại nước tương. Quá là ngon. Cái phần thịt ở đó nó rất là giòn, cực kỳ thấm vị. Khi chấm cùng với lại nước tương phú sĩ thì làm cho món ăn thêm hài hòa và thơm ngon hơn nữa. Khi mà ăn kèm với lại đồ chua thì nó tạo ra cái sự cân bằng của cái món ăn này. Em có thể cảm nhận được mùi caramel nè cô, và mùi khói của mía nè, và bên cạnh đó một cái mùi xả rất là đặc trưng của món ăn này luôn. Thực sự đây là món ăn rất lạ và cực kỳ ngon luôn. Em cảm ơn cô rất là nhiều. Đây không chỉ là một món ăn ngon miệng dinh dưỡng mà còn mới lạ và rất là độc đáo nữa. Chúc quý vị khán giả ngon miệng với món thịt heo xông khói hương xả. Và đến đây thì đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.